Xin chào quý thính giả, tôi là Kiều Trinh và đây là chuyên mục Chuyện từ Seoul phát sóng trên đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Vài năm trở lại đây, Việt Nam là một địa điểm du lịch không thể bỏ lỡ đối với du khách Hàn Quốc. Đà Nẵng, Nha Trang hay Phú Quốc là những cái tên không còn xa lạ với nhiều du khách. Tuy nhiên thì Đà Lạt dự kiến sẽ là điểm nghỉ dưỡng quốc tế nhận được nhiều sự quan tâm nhất đối với du khách Hàn Quốc trong năm 2024. Vậy điều gì đã khiến cho Đà Lạt trở thành điểm đến được ưa chuộng gần đây? Trong chuyên mục hôm nay thì mời quý thính giả cùng gặp gỡ anh Nguyễn Minh Tân, giám đốc trung tâm chi nhánh Việt Nam của Viện Nghiên cứu Trao đổi Du lịch Hàn Việt, đồng thời là giám đốc của T Group, một trong những công ty du lịch chuyên cung cấp các tour du lịch phục vụ du khách Hàn Quốc đến Đà Lạt, địa danh đang nhận được nhiều sự quan tâm của người Hàn Quốc gần đây. Chào mừng anh Nguyễn Minh Tân đến với Chuyện từ Seoul ạ. Xin chào Kiều Trinh, xin chào quý thính giả KBS World Radio. Mình tên là Nguyễn Minh Tân, đến từ Đà Lạt. Mình cũng đã tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành chính sách du lịch trường Đại học Hanyang Hàn Quốc năm 2018. Thì sau đó có một thời gian làm việc ở tòa soạn báo Achu News, rồi quay về Việt Nam năm 2019 để thành lập công ty cổ phần thương mại và du lịch T Group. Đầu năm 2023 thì mình cũng đã làm thành viên của Hiệp hội Nghiên cứu Chính sách Du lịch Hàn Quốc và cũng đang đảm nhận vai trò là giám đốc trung tâm giao lưu du lịch Hàn Việt trực thuộc Hiệp hội, có chi nhánh tại Đà Lạt. Thưa anh, thì theo một báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, thì trong năm 2023, tổng lượng khách quốc tế đến Đà Lạt là khoảng 400.000 lượt, và trong đó thì khách Hàn Quốc là chiếm đến 80%. Vậy thì đâu là lý do khiến du khách Hàn Quốc đến Đà Lạt lại tăng vọt như vậy ạ? Quả thực thì thời gian qua, du khách Hàn Quốc đến Đà Lạt gia tăng rất là nhanh chóng. Thì mình cũng thường hay nói đùa với các bạn Hàn Quốc của mình là mùa đông của Hàn Quốc chắc là vắng lắm phải không? Có lẽ là vì họ đến Đà Lạt hết cả rồi. Và có thể nói thì Đà Lạt đang dần trở thành một điểm đến ưa chuộng của du khách Hàn Quốc kể từ khi các chương trình truyền hình thực tế đến và ghi hình tại Đà Lạt. Thì trong đó có thể kể đến như là chương trình Na Hôn Cha Santa hay là các chương trình truyền hình khác. Thì các cảnh đẹp của Đà Lạt, ẩm thực của địa phương, văn hóa của người bản địa cũng đã được giới thiệu đến rõ nét đến đông đảo của người dân Hàn Quốc. Còn về phía Việt Nam, các cơ quan ban ngành của tỉnh Lâm Đồng cũng thường xuyên xúc tiến các chương trình ký kết hợp tác du lịch giữa hai nước, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đưa khách đến và đi từ Đà Lạt. Trước đây thì Đà Lạt chỉ là một điểm đến thứ hai trong hành trình du lịch Việt Nam khi đến với Nha Trang hay là thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên thì bây giờ đã có xuất hiện của các chuyến bay thẳng từ Incheon, Busan, Muan đến với thành phố Đà Lạt. Và điều này đã tạo điều kiện thuận lợi rất nhiều cho du khách. Vậy có thể nói là đã đủ cả các yếu tố là thiên thời, địa lợi và nhân hòa đúng không ạ? Thưa anh, ai yêu mến Đà Lạt và đã có thời gian ở tại vùng đất này thì có thể hiểu được về cái chất rất riêng của Đà Lạt. Và đã có nhiều người thì dùng Đà Lạt như là một tính từ chứ không phải là một danh từ nữa. Kiều Trinh cũng được biết là anh cũng là một người con của Đà Lạt. Vậy anh có thể giới thiệu về nét riêng này dưới góc nhìn của một người dân bản địa được không ạ? Mình cũng đã có một thời gian dài sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc. Và điều mình cảm nhận được chính là mùa xuân của Hàn Quốc rất là đẹp. Và mùa xuân của Hàn Quốc đẹp bao nhiêu thì mình nghĩ là Đà Lạt quanh năm đẹp như thế. Thì có lẽ cũng chính vì vậy mà du khách Hàn Quốc dành cho Đà Lạt những cái lời khen ngợi, những cái lời ưu ái dành cho thành phố Đà Lạt như là thành phố của mùa xuân vĩnh cửu, dòng quanh Han Pometoshi chẳng hạn. Thì người dân Đà Lạt thì được nhiều người đánh giá đó là hiền hòa, thanh lịch và mến khách. Nên mình nghĩ là cuộc sống ở Đà Lạt thì lúc nào cũng nhẹ nhàng, yên bình. Công ty T Group của mình cũng thường xuyên có cái chương trình đó là du lịch Đà Lạt một tháng. Thì trong vòng một tháng này, du khách có thể cảm nhận được những nét rất riêng của Đà Lạt. Và cái chương trình tour này thì nhận được rất nhiều sự quan tâm của du khách Hàn Quốc, đặc biệt là những người lớn tuổi mà họ vừa mới nghỉ hưu sau một thời gian dài đi làm việc vất vả và dưới nhiều áp lực của cuộc sống. Vậy một số đặc điểm nổi bật về các loại hình du lịch mà khách Hàn Quốc lựa chọn khi đến Đà Lạt thì sao ạ? Mình nhận thấy thì du khách Hàn Quốc đến Đà Lạt thì ngoài những cái tour lớn đi theo một lịch trình có sẵn của các công ty du lịch thì gần đây bắt đầu có xuất hiện những cái xu hướng du lịch mới, đó là loại hình du lịch tự túc, du lịch nhóm nhỏ, bạn bè, gia đình hay là đi theo sở thích cá nhân đang ngày càng phát triển. Mình nghĩ là với thời đại công nghệ thì chỉ cần một chiếc điện thoại di động có thể kết nối Internet thì các du khách quốc tế có thể đến với Đà Lạt và du lịch một cách thuận tiện. Các địa điểm mà du khách Hàn Quốc yêu thích thì có thể kể đến như là việc
đi dạo ở xung quanh các tuyến đường xung quanh Hồ Xuân Hương, tham quan các điểm nổi tiếng như là núi Lang Biang, biệt thự Hàng Nga, ga Đà Lạt, hay là nhà thờ Hồng Domaine de Paris, hay là trải nghiệm cuộc sống của người dân địa phương như là học cách làm rượu cần, làm sô cô la từ hạt ca cao tại Balava chẳng hạn. Thưa anh thì mặc dù là mới nổi tiếng với người Hàn Quốc ở đây thôi, tuy nhiên là Đà Lạt đã là một địa điểm du lịch rất hot đối với người Việt Nam cũng như là giới trẻ Việt Nam rồi. Vậy thì xu hướng du lịch của người Hàn và người Việt tại Đà Lạt thì có điểm gì giống và khác nhau ạ? Theo mình nhận thấy thì khách du lịch từ các quốc gia hay là các địa phương khác của Việt Nam khi đến với Đà Lạt thì đều yêu thích nét đẹp tự nhiên vốn có của thành phố này, cũng như các bạn trẻ Việt Nam thích đến Đà Lạt theo hình thức phượt bằng xe máy thì mình nghĩ là các bạn Hàn Quốc sẽ thích tìm hiểu Đà Lạt theo hình thức đó là tản bộ, dạo quanh và khám phá từng ngóc ngách của Đà Lạt. Mình cũng từng rất ngạc nhiên khi thấy những cặp đôi trẻ người Hàn Quốc tại một quán cà phê trong một cái con hẻm nhỏ xíu, tại một cái quán cà phê cũng nhỏ xíu luôn, họ giao tiếp với chủ quán bằng cách ứng dụng dịch thuật và dùng các bản đồ online để có thể tìm đến. Còn về điểm khác nhau thì mình nghĩ là khách du lịch Hàn Quốc yêu thích đánh golf, họ có thể dành ra hơn một nửa thời gian của chuyến đi du lịch cho các hoạt động thể thao này. Đã từng có tour du lịch là 7 ngày nhưng mà họ dành hết cả 7 ngày để đánh golf. Trong quá trình lên chương trình cho các tour du lịch thì liệu anh có lồng ghép yếu tố nào để du khách Hàn Quốc có thể cảm nhận được hết những cái chất riêng của Đà Lạt như anh vừa chia sẻ không ạ? Mỗi một công ty thì họ có thị trường và định hướng phát triển riêng. Có công ty thì chú trọng vào nhóm khách đoàn, có công ty thì tập trung vào các tour trọn gói. Thì riêng đối với T Group, ngay từ khi mới thành lập, công ty đã định hướng là phục vụ thị trường khách du lịch tự túc, khách nhóm nhỏ đi theo bạn bè và đồng nghiệp. Chính vì vậy mà T Group dành phần lớn thời gian và công sức để xây dựng website, nâng cấp các giải pháp du lịch thông minh, giúp cho du khách thuận lợi hơn khi tìm kiếm thông tin và đặt dịch vụ du lịch. T-Group cũng không tổ chức các tour giá rẻ, không đưa khách đến các điểm mua sắm quá nhiều, tập trung giới thiệu các điểm du lịch địa phương, các món ăn và nhà hàng chất lượng của người dân Đà Lạt, cũng như là các sản phẩm văn hóa đặc trưng của người bản địa. Đà Lạt thì cũng nổi tiếng với cà phê, và như Kiều Trinh cũng biết thì Americano là món thức uống có thể nói là thay nước giải khát của người dân Hàn Quốc. Họ yêu mến cà phê rất nhiều. Chính vì vậy mà T Group cũng có các tour như là tham quan trang trại cà phê để mà du khách có thể hiểu được quy trình làm ra một ly cà phê là như thế nào, sự khác nhau giữa các giống cà phê như thế nào, các hạt cà phê khác nhau như thế nào, và họ cũng được trải nghiệm công đoạn hái quả rồi rang xay và đến việc pha chế một ly cà phê cho riêng mình. Trong phần đầu thì anh có giới thiệu là anh đã có thời gian học ở Hàn Quốc này và cũng đã có thời gian làm việc ở một tòa soạn báo của Hàn Quốc. Tuy nhiên anh lại chọn việc là quay trở về Việt Nam và thành lập một công ty du lịch. Vậy thì có phải là anh đã đón đầu được cái xu thế là khách Hàn Quốc sẽ đến Đà Lạt rất là nhiều để có thể là nắm bắt được xu hướng này và xây dựng công ty du lịch không ạ? Đúng như vậy, là một người con của Đà Lạt thì trước khi đi du học thì mình cũng đã làm ở Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Lâm Đồng, phòng nghiệp vụ du lịch. Mình cũng tốt nghiệp từ đại học cho đến thạc sĩ đều là ngành chính sách du lịch. Chính vì vậy mà việc thành lập một công ty du lịch chính là ước muốn và mục tiêu mà mình ấp ủ đã từ rất lâu rồi. Thì và động lực chính xuất phát từ khi mình làm ở Thời báo Kinh tế A Chu. Mình có viết vài bài về Đà Lạt bằng tiếng Hàn, và nhận được rất nhiều phản ứng tích cực từ độc giả Hàn Quốc. Thì lúc đó thì mình cảm thấy rất là phấn khởi và mình giống như là một người truyền thông cho Đà Lạt ngay chính tại tòa soạn báo của mình. Trong các cuộc họp, cuộc nói chuyện hay là buổi ăn trưa thì mình có thể liên thuyên kể về quê hương của mình cho các anh chị đồng nghiệp. Bản thân mình thì sau đó thì trở về Việt Nam cũng đã có đăng ký là đã được bổ nhiệm là phóng viên danh dự của cơ quan văn hóa và thông tin Hàn Quốc thuộc Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Hàn Quốc. Và cho đến tháng 3 năm 2019 thì mình mới chính thức thành lập doanh nghiệp, từ những cái kiến thức đã học từ Hàn Quốc cũng như là những nắm bắt về thị hiếu của khách hàng khi sinh sống tại thành phố xinh đẹp này. Người ta hay nói đó là vạn sự khởi đầu nan. Thì 6 tháng sau khi thành lập doanh nghiệp thì dịch Covid đã xuất hiện và mình trong vòng 2 năm đó thì dường như là không có doanh thu, và mình đã dành 2 năm
dịch để tập trung và xây dựng hệ thống của công ty, cũng như là tập trung nghiên cứu tâm lý khách hàng và viết các bài quảng bá về Đà Lạt đến độc giả Hàn Quốc thông qua cổng thông tin Naver Blog. À, được biết, ngày 28 tháng 1 vừa qua thì Viện Nghiên cứu Trao đổi Du lịch Hàn Việt vừa tổ chức diễn đàn giao lưu với chủ đề là Thử nghiệm mới cho sự phát triển du lịch thành phố Đà Lạt. Thì nội dung chính của diễn đàn là giải quyết các vấn đề và đưa ra các phương hướng phát triển cho ngành du lịch Đà Lạt trong tương lai. Vậy thì vấn đề của ngành du lịch Đà Lạt hiện nay là gì ạ? Có thể kể đến như là các sản phẩm du lịch tự túc của địa phương thì có nhiều, tuy nhiên thì chưa thể truyền tải và kết nối với khách du lịch. Mỗi cái doanh nghiệp hay là mỗi các cơ sở như nhà hàng nhỏ, quán cà phê nhỏ đều đang loay hoay làm sao để có thể giới thiệu dịch vụ của mình đến với các du khách, bởi các rào cản như là rào cản về ngôn ngữ, phương tiện tiếp cận, như cách truyền thông của khách hàng cũng không giống với lại nhóm khách quốc tế khác. Các chủ đề về cung đường du lịch thì còn thiếu độ đa dạng, chưa có bản đồ hướng dẫn hay là chưa có thông tin cụ thể bằng ngôn ngữ quốc tế, đặc biệt là ngôn ngữ tiếng Hàn. Và một vài vấn đề khác, vẫn còn doanh nghiệp thì đang chú trọng phát triển về số lượng, kết quả trước mắt chứ chưa đi theo hướng bền vững, chất lượng. Về kết luận của diễn đàn đưa ra thì là định hướng mới về du lịch sau đại dịch COVID-19 chính là mô hình phát triển du lịch bền vững. Thì cùng với đó, mô hình du lịch cũng dịch chuyển từ du lịch nhóm lớn sang du lịch nhóm nhỏ và du lịch tự túc. Và để du lịch tự túc được thực hiện tốt hơn khi đến với Đà Lạt thì diễn đàn cũng đã đưa ra các giải pháp đầu tiên, đó là cần có một ứng dụng du lịch tự túc. Ứng dụng này thì sẽ tập trung vào các sản phẩm du lịch của thuộc hệ sinh thái du lịch địa phương. Du khách sử dụng ứng dụng này có thể dễ dàng tìm kiếm các điểm du lịch của địa phương này. Đó không phải là các khu điểm du lịch lớn, các khu điểm du lịch nổi tiếng có sẵn, mà còn có thể dễ dàng tìm được các quán ăn ngon của người dân Đà Lạt, các điểm đến mà người dân Đà Lạt thường hay lui tới, hay là các dịch vụ mà người dân Đà Lạt thường hay sử dụng. Ứng dụng này thì cũng có thể hỗ trợ thông dịch giữa người dân địa phương và khách quốc tế, cũng như là có thể trao đổi trực tuyến với lại những người làm du lịch trong thời gian thực. Về giải pháp thứ hai thì là tạo ra các tuyến đường đi bộ thuận tiện và an toàn cho khách du lịch. Và các cung đường này thì đều phải liên kết với nhau một cách thuận lợi. Giải pháp cuối cùng được đề xuất đó là thành lập một tổ chức các doanh nghiệp cùng khai thác khách du lịch từ thị trường khách Hàn Quốc. Rồi sau đó thì thường xuyên thực hiện các cuộc gặp gỡ công tư giữa chính quyền Đà Lạt và các doanh nghiệp. Chính quyền thì dễ dàng chuyển các văn bản quy định chính sách đến với doanh nghiệp. Và ngược lại thì doanh nghiệp cũng dễ dàng thảo luận và đưa ra các giải pháp mới cho các cơ quan ban ngành, cũng như là giải quyết các vấn đề nếu có phát sinh một cách dứt điểm và nhanh chóng, cũng như là đúng đối tượng. Và theo mình thì các giải pháp này hoàn toàn có thể thực hiện được. À, thưa anh, vậy thì ngành du lịch Đà Lạt cần làm gì để thu hút khách Hàn Quốc một cách hiệu quả và bền vững, để không chỉ là một địa điểm du lịch nổi lên nhất thời ạ? Hiện nay thì nhiều doanh nghiệp lữ hành nhận định du lịch Đà Lạt thì đang trong quá trình gọi là giai đoạn thời điểm vàng để thu hút khách du lịch Hàn Quốc. Thì họ cũng nhận định là giai đoạn này chỉ có 2 năm. Tuy nhiên thì theo T Group nhận định thì thời điểm vàng này có thể kéo dài hơn nữa nếu như chúng ta cùng nhau tìm ra giải pháp đưa du lịch Đà Lạt phát triển có chiều sâu. Tức là tập trung vào các yếu tố văn hóa, thiên nhiên, con người và dịch vụ. Chứ đừng có tổ chức các tour như hiện nay gọi là tour không đồng, giá rẻ, hay là các tour gọi là cưỡi ngựa xem hoa một cách qua loa rồi hời hợt, và đừng như để như là một vài nơi khác khách ào ào đến rồi xong rồi ào ào đi mà không để lại một chút giá trị nào trong lòng du khách và cả người dân địa phương. Đơn cử như là cách làm của Palava Đà Lạt, một điểm đến mới nổi nhưng mà thu hút một lượng lớn du khách trong và ngoài nước, và khách Hàn Quốc cũng rất là thích điểm đến này. Khách du lịch đến đây thì họ cũng không phải là chỉ chụp hình những bức ảnh đẹp từ thiên nhiên, núi rừng trong cái hành trình gọi là tắm rừng, mà họ còn được trải nghiệm những nét văn hóa của người đồng bào dân tộc Cờ Ho. Khách du lịch thì được tự tay làm cho mình những ché ruột cần, hay là được học cái cách làm sô cô la từ hạt ca cao, hay là biết cách để làm ra những chiếc pizza nướng bằng lò củi. Tối đến thì lại còn được giao lưu cồng chiêng bên ánh lửa bập bùng của người núi rừng Tây Nguyên. Thì điều này quả thực là tuyệt vời, phải không nào?
À, dạ vâng, nghe Yeah. thôi là cũng đã thấy rất là hấp dẫn rồi đúng không thưa quý thính giả? À, vậy thì cuối cùng là mời anh chia sẻ những dự định trong tương lai gần và xa hơn của bản thân mình cũng như là của T Group đến quý thính giả của Chuyện Từ Sau được không ạ? À, vâng, cảm ơn Kiều Trinh. Thì về dự định trong tương lai thì đối với bản thân thì mình nghĩ là cần phải tiếp tục học tập nữa. Thì với thời đại công nghệ tiến bộ như hiện nay, việc không ngừng trau dồi các kiến thức mới thì đồng nghĩa với việc chúng ta đang đi lùi. Sự xuất hiện của OpenAI, Sora, ChatGPT cùng với các ứng dụng thông minh như hiện nay thì nhiều người lo lắng là nó có làm mất việc của chúng ta hay không? Tuy nhiên thì mình nghĩ là nó chỉ làm mất việc của những người không biết ứng dụng công nghệ này vào công việc của mình. Nói tóm lại là chúng ta cần phải xem xét công nghệ như là một giải pháp phục vụ cho công việc. Trong đó thì ngành du lịch là một ngoại lệ. Chính vì vậy mà mục tiêu của mình trong tương lai là tiếp tục học tập, trau dồi thêm kiến thức. Còn về đối với T Group thì T Group sẽ tập trung vào phát triển theo kế hoạch của công ty ngay từ đầu. Đó là việc phát triển du lịch theo định hướng du lịch tự túc, du lịch thông minh trong thời gian tới. T Group cũng sẽ đang có kế hoạch là hợp tác với hãng hàng không Jeju Air của Hàn Quốc, mang lại những các sản phẩm du lịch ưu đãi dành cho khách hàng khi đến với thành phố Đà Lạt. Còn về trung tâm giao lưu Hàn Việt thì tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện các diễn đàn trao đổi du lịch tại Seoul và Đà Lạt, phối hợp triển khai xây dựng các mạng lưới học thuật giữa chính quyền và các doanh nghiệp nhằm tạo ra các giải pháp phát triển du lịch bền vững cho thành phố Đà Lạt. Chúc chương trình Chuyện từ Seoul sẽ có thêm nhiều câu chuyện ý nghĩa, mang lại niềm cảm hứng và động lực cho tất cả chúng ta. Và xin cảm ơn, như là xin chào quý khán giả.